Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự quốc tế được phát sóng trên kênh YouTube của Báo Sài Gòn Giải Phóng. Sau đây là những thông tin mới nhất về tình hình trên thế giới mà chúng tôi vừa cập nhật. Xin mời quý vị và các bạn đón theo dõi. Ukraine tiến hành tấn công cầu Crimea để mở đường cho kế hoạch mới. Các quan chức Kiev thẳng thắn thừa nhận tình hình quân sự của Ukraine. Chuẩn tướng Dmitry Timkov nói, nếu phương Tây muốn chúng tôi giành chiến thắng, chúng tôi cần được viện trợ đầy đủ. Ông cũng đề cập đến nguồn viện trợ quân sự đang suy giảm từ các quốc gia phương Tây. Thông tin từ Thông tấn xã Việt Nam, Thiếu tướng Vadim Skibisky, Phó Giám đốc GUR nhận định chiến thắng trên chiến trường như mong muốn của Kiev vào lúc này là không thể. Đó là lý do cơ quan này không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tiến hành các cuộc tấn công vào sâu bên trong lãnh thổ Nga. Các quan chức GUR cũng tuyên bố đã thực hiện một loạt các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái gần đây vào cơ sở hạ tầng dầu mỏ của Nga. Điều này mâu thuẫn với tuyên bố công khai của người đứng đầu Cơ quan An ninh Ukraine, SBU, cho biết chính các đặc vụ của mình thực hiện các hoạt động này. Nguồn tin cũng cho biết GUR dự định tiến hành một cuộc tấn công lớn nữa vào cầu Crimea và vô hiệu hóa cây cầu này vào nửa đầu năm 2024. Ukraine trước đây đã nhắm tới cây cầu này hai lần vào năm 2022 và 2023. Vụ tấn công đầu tiên liên quan đến một quả bom giấu trong chiếc xe tải, khiến tài xế phương tiện và 4 thường dân khác trong những chiếc ô tô gần đó thiệt mạng. Moscow cáo buộc GUR chủ mưu vụ tấn công này. Cuộc tấn công thứ hai được cho là do xuồng không người lái tự sát của Hải quân Ukraine thực hiện. SBU cũng đã thừa nhận được các đặc vụ đã tiến hành vụ tấn công này. Vụ đánh bom đã khiến hai dân thường thiệt mạng. Các quan chức Nga cũng tuyên bố Kiev đang gia tăng áp dụng chiến thuật kiểu này vì họ không thể giành chiến thắng trên chiến trường. Phong tuyến Ukraine có dấu hiệu sụp đổ vào mùa hè này. Các sĩ quan cấp cao của Ukraine đã cho biết về bức tranh quân sự đang rất ảm đạm và các tướng Nga có thể đạt được thành công ở bất cứ nơi nào trên phòng tuyến của Ukraine mà họ quyết định tập trung tấn công. Thông tin từ Thông tấn xã Việt Nam. Bên cạnh đó, các quan chức cấp cao Ukraine nhắc nhở rằng trông đợi vào sai sót của Nga không phải là một chiến lược và họ cay đắng về những bước đi sai lầm mà họ cho rằng đã cản trở sự phản kháng của Ukraine ngay từ đầu. Những bước đi sai lầm của cả phương Tây và Ukraine. Họ cũng gay gắt về việc nguồn cung cấp vũ khí đến quá muộn và không đủ số lượng để tạo ra sự khác biệt mà lẽ ra họ có thể có. Các sĩ quan nhấn mạnh rằng họ cũng cần thêm rất nhiều binh sĩ. Ukraine hiện không có đủ quân ở tiền tuyến và điều này đang làm trầm trọng thêm vấn đề thiếu sự hỗ trợ của phương Tây. Tuy nhiên, Ukraine vẫn chưa bắt đầu tuyển quân trước cuộc tấn công lớn dự kiến của Nga, khi các nhà chức trách lo ngại hậu quả chính trị có thể xảy ra. Tướng Zaluzhny từng công khai kêu gọi huy động thêm quân vào tháng 12 năm 2023. Ước tính Ukraine cần thêm ít nhất 500.000 quân, nhưng vẫn chưa có một biện pháp huy động quân nào được thực hiện. Trong khi đó, châu Âu đang cố gắng giúp Ukraine bù đắp bất lợi lớn về đạn pháo. Một đề xuất mua đạn pháo số lượng lớn do Cộng hòa Séc dẫn đầu có thể nâng tổng số đạn cung cấp cho Ukraine từ cả trong và ngoài EU lên khoảng 1,5 triệu viên đạn với chi phí 3,3 tỷ USD. Nhưng vẫn còn thiếu những gì Ukraine cần. Trong khi đó, trong một diễn biến liên quan, cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev ngày 4 tháng 4 cho rằng nên treo tiền thưởng cho việc tiêu diệt binh sĩ NATO nếu họ được triển khai ở Ukraine để chiến đấu chống lại quân đội Nga. Trong một bài đăng trên mạng xã hội X, tên mới của Twitter, ông Medvedev chỉ trích những người phương Tây ủng hộ Kiev, cho rằng họ đang coi cả thế giới là những kẻ ngu ngốc nếu tin rằng việc gửi lực lượng nước ngoài tới Ukraine sẽ không dẫn đến leo thang nguy hiểm. Ông tuyên bố nếu binh sĩ NATO đến Ukraine, họ sẽ không bị giới hạn ở vai trò phi chiến đấu. Họ sẽ trở thành một phần của lực lượng chính quy đang chiến đấu chống lại chúng ta. Đó là lý do tại sao họ sẽ bị đối xử như kẻ thù. Ông Medvedev, người hiện giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga viết, chúng ta không nên bắt tù binh, phần thưởng cao nhất phải được trao cho mỗi lính NATO thiệt mạng. Ông Medvedev đã đưa ra bình luận trên khi thảo luận về khả năng NATO cử quân nhân đến quản lý và tổ chức ở Ukraine. Các doanh nhân và nhà hoạt động Nga trước đây đã từng treo thưởng cho việc phá hủy gia tăng do phương Tây sản xuất ở Ukraine. Nga quyết giành quyền kiểm soát thành phố Chasovia ở Donetsk, Ukraine. Dẫn nguồn tin của báo tin tức, theo Sergei Poletaev, nhà phân tích chính trị và quân sự, đồng thời là người đồng sáng lập dự án VAT4, nói với Sputnik rằng Chasovia hay Chasivia đóng vai trò quan trọng trong việc đẩy Ukraine ra hoàn toàn khỏi vùng lãnh thổ mà Nga tuyên bố là thuộc Cộng hòa Nhân dân Donetsk, DPR tự xưng, một trong 4 vùng lãnh thổ của Ukraine mà Moscow đã sáp nhập trong năm 2022. Theo Sputnik, thành phố Chasovia
vốn là một trung tâm hậu cần quan trọng của lực lượng vũ trang Ukraine kể từ năm 2014, đang mất đi tầm quan trọng chiến lược đối với Kiev sau khi lực lượng Nga nắm quyền kiểm soát các con đường dẫn đến đó. Theo một cố vấn của người đứng đầu DPR Igor Kimakovsky, quân đội Nga hiện chỉ cách thành phố khoảng 1,5 km. Chasovka nằm trên một ngọn đồi cách Bakhmut mà Nga gọi là Atomov gần 7 km về phía tây, nơi Nga đã giành quyền kiểm soát từ tháng 5 năm 2023. Phía bên kia Chasovka là Konstantinovka, Kramatorsk và Slavjan. Theo nhà phân tích quân sự Nga Sergei Poletaev, vị trí địa lý của thành phố khiến Chasovka trở nên quan trọng từ quan điểm chiến lược. Nó cung cấp quyền kiểm soát khu vực xung quanh trong bán kính hàng km. Ông Poletaev nói với Sputnik, biên kiểm soát Chasovka nhận được lợi thế rất lớn trong toàn bộ khu vực xung quanh và vì thế rất khó để chiếm được nó. Đây là một trung tâm phòng thủ. Bất cứ ai kiểm soát nó thực sự sẽ kiểm soát mọi thứ, toàn bộ hệ thống phòng thủ ở phía bắc của Donetsk. Anatoly Matviychuk, nhà phân tích quân sự và là đại tá nghỉ hưu của lực lượng vũ trang Nga, cũng nhận xét lợi ích của Nga ở vùng lân cận Chasovka là kết quả của chiến thắng tại Avdiivka và cuộc tấn công diễn ra trong vài tháng qua. Ông Matviychuk giải thích, nó cho phép chúng tôi tiến vào và kiểm soát các khu vực có cơ sở hạ tầng và các tuyến tiếp tế mà qua đó lực lượng Ukraine nhận được quân tiếp viện và đạn dược, cũng như quyền tiếp cận khu vực Kramatorsk. Bằng cách tiếp cận Chasovka, chúng tôi phá vỡ hoàn toàn sự ổn định của hàng phòng ngự Ukraine và mở đường cho việc tiến vào Kramatorsk và Slavjan. Theo ông Matviychuk, việc giành được Chasovka sẽ cho phép lực lượng Nga làm gián đoạn hoạt động hậu cần của lực lượng Ukraine trong khu vực vì thành phố này là một trung tâm đường cao tốc và đường sắt quan trọng. Chasovka đã được Kiev sử dụng để luân chuyển quân từ năm 2014. Các đơn vị mới từ các khu vực khác của Ukraine được đưa đến đó. Đường sắt của thành phố cũng được lực lượng vũ trang Ukraine khai thác trong trận chiến Bakhmut hồi năm ngoái. Chuyên gia Poletaev lưu ý rằng hiện tại, cái gọi là cụm Slavjan, Kramatorsk, một dãy thành phố liên tiếp vẫn nằm dưới sự kiểm soát của Ukraine. Chuỗi thành phố này là tuyến phòng thủ chính của Ukraine ở Donbass kể từ năm 2014. Nhà phân tích quân sự Nga cho biết, theo đó, để giành được Donbass, chúng ta cần phải chiếm được nó, Chasovka. Đây là một hoạt động rất nghiêm túc. Ngoại trừ cuộc hành quân tháng 2 năm 2022, chúng ta chưa tiến hành các hoạt động chiến lược có quy mô như vậy. Vì vậy, cần tạo điều kiện để hoàn thành nhiệm vụ này. Một trong những điều kiện đó sẽ là giải phóng Chasovka, nằm trên một ngọn đồi nhìn ra các thành phố mà tôi đã đề cập. Chúng nằm xung quanh ở ba phía. Tướng về hưu Serhiy Krivonos của lực lượng vũ trang Ukraine thừa nhận ngày 2 tháng 4 rằng tình hình đã trở nên cực kỳ khó khăn và nguy hiểm đối với quân đội Ukraine tại khu vực thành phố Chasovka. Tôi có thể nói rằng hiện tại tình hình khó khăn nhất đang diễn ra ở khu vực Chasovka. Đây có lẽ là tình huống nguy hiểm nhất, ông Krinovod nói khi phát biểu với kênh YouTube PCE Jahidny. Ông Krinovod nhấn mạnh rằng quân đội Nga cũng đang nhanh chóng tiến quân theo các hướng khác trong khi quân đội Ukraine chịu tổn thất nghiêm trọng. Ông cũng kêu gọi quân đội Ukraine chuẩn bị phòng thủ ở Kharkov. Trong khi đó, nhìn từ quan điểm của phương Tây, bà Samantha Debeden, nhà nghiên cứu tại Viện các vấn đề quốc tế của Hoàng gia Anh, cho rằng nếu không có vũ khí của các đồng minh thì quân đội Ukraine sẽ không thể kiềm chế lực lượng vũ trang Ukraine và sẽ mất nhiều lãnh thổ hơn. Theo bà, diễn biến của các sự kiện sẽ phụ thuộc vào việc cung cấp vũ khí cho Kiev, bà Samantha Debeden nói thêm. Nếu nguồn cung cấp vũ khí dừng lại, tôi không biết điều gì có thể ngăn chặn được người Nga ở Chasovka. Trong khi đó, kênh Telegram Military Summary đưa tin quân đội Nga bắt đầu tấn công mạnh vào Chasovka. Cuộc tiến công diễn ra theo ba hướng từ Đông Bắc, Đông và Đông Nam. Người Nga đã vượt qua được hàng phòng ngự Ukraine theo nhiều hướng, những nơi mà trước đó họ đã bị mắc kẹt vào đầu tháng 2. Hiện nay, Nga đã có bước tiến đáng kể theo hướng Pevomaiske, gần Berdichi, còn cách Chasovka 600m. Kênh Telegram Suri Jakmap cũng cho biết ở phía tây Avdiivka, quân đội Nga nắm quyền kiểm soát một phần bờ nam Zonduna, phía tây bắc Tonenke, tiến tới các vị trí cách Umansk chưa đầy 1 km. Tình hình ở thị trấn Berdichi áp sát Chasovka đang rất căng thẳng. Điều có thể khẳng định là quân Nga đã có thể đứng vững ở bên kia sông. Tuy nhiên, có vẻ như họ vẫn chưa đến được đầu phía tây của thị trấn. Trước đó vài ngày, kênh Readoka đã dự đoán
Sắp tới, Nga sẽ tập trung vào việc loại bỏ hệ thống phòng thủ trên vành đai ngoại vi Chashovka tại khu vực Kalinovka, Bogdanovka, Krasnoye và Klechiivka, nơi đã buộc đối phương phải điều lực lượng dự bị tinh nhuệ tới chi viện. Mối đe dọa lớn đối với Kiev là nguy cơ xuất hiện một Avdiivka thứ hai, trở nên ngày một rõ ràng. Phương Tây cảnh báo cuộc tấn công mùa hè của Nga có thể xuyên thủng hệ thống phòng thủ Ukraine. Ngày càng có nhiều lo ngại ở Ukraine và các nước phương Tây rằng cuộc tấn công mùa hè của Nga có thể xuyên thủng hệ thống phòng thủ của Kiev. Theo truyền thông phương Tây, suốt nhiều tháng qua, Ukraine đã phàn nàn về việc thiếu vũ khí từ phương Tây đã khiến nước này gặp bất lợi lớn trên chiến trường. Tuần trước, Tổng thống Volodymyr Zelensky nói với tờ Washington Post rằng lực lượng Ukraine có thể phải rút lui xa hơn để giảm chiều dài của chiến tuyến, cũng như số lượng đạn dược và binh sĩ cần thiết để giữ vững chiến tuyến. Nếu chiến tuyến này bị cắt đứt, Nga có thể tiến tới các thành phố lớn, nhà lãnh đạo Ukraine cảnh báo. Thông tin được dẫn theo Thông tấn xã Việt Nam. Hôm ngày 3 tháng 4, hãng tin Bloomberg đưa tin tỷ lệ đạn pháo mà Nga bắn so với Ukraine đã tăng từ 3-1 lên 7-1 kể từ đầu năm. Nguồn tin cho biết các nhà tài trợ nước ngoài kỳ vọng có thể cải thiện tỷ lệ này lên 7-3 vì các hệ thống vũ khí mà phương Tây tài trợ cho Ukraine được đánh giá vượt trội hơn hẳn so với của Nga. Trong khi đó, giới chức quân sự Ukraine đã đưa ra dự đoán thậm chí còn u ám hơn kịch bản trên. Tờ Politico cho hay các quan chức giấu tên cảnh báo rằng tiền tuyến có thể sụp đổ. Một quan chức nói rằng với lợi thế về vũ khí và nhân lực, Nga có khả năng xâm nhập và đánh sập tiền tuyến của một số khu vực. Hiện tại không có gì có thể giúp Ukraine bởi không có công nghệ thực sự nào có thể bù đắp cho Kiev số lượng quân hùng hậu mà Nga có thể sử dụng để tấn công, một nhà lãnh đạo quân sự hàng đầu của Ukraine bình luận. Những cảnh báo trên do quan chức từng phục vụ dưới quyền ông Valery Zaluzhny đưa ra. Ông Zaluzhny từng là tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine cho đến khi bị Tổng thống Zelensky sa thải hồi đầu tháng 2. Cụ thể, các quan chức này cảnh báo rằng không nên đánh giá thấp khả năng của Nga trong việc thích ứng và chống lại các năng lực quân sự mới do phương Tây cung cấp cho Ukraine. Nga luôn luôn học tập, họ không cho chúng ta cơ hội thứ hai và họ đã thành công trong điều này, một quan chức nói. Nguồn tin cũng cho hay, ngay cả hiện tại, các lực lượng Nga đang đặt nền móng cho việc tấn công các máy bay chiến đấu F-16 mà Kiev dự kiến sẽ triển khai. Về phần mình, chính phủ Ukraine đã hạ thấp những rủi ro mà Nga có thể gây ra. Hôm 2 tháng 4, Trung tâm chống thông tin sai lệch CCD do nhà nước Ukraine điều hành tuyên bố Moscow không có đủ nguồn lực để thực hiện bước tiến lớn trên chiến trường. Trong khi đó, theo các sĩ quan cấp cao Ukraine, bức tranh quân sự đang rất ảm đạm và các tướng Nga có thể đạt được thành công ở bất cứ nơi nào trên phòng tuyến của Ukraine mà họ quyết định tập trung tấn công. Giờ đây, chỉ có sự can đảm và kiên cường của Ukraine cũng như sai sót của các chỉ huy Nga mới có thể làm thay đổi tình thế nghiệt ngã. Những sai lầm giống như sai lầm đã xảy ra hôm 30 tháng 3 khi Nga tiến hành một trong những cuộc tấn công bằng xe tăng lớn nhất vào các vị trí của Ukraine kể từ khi xung đột bắt đầu và đã bị lữ đoàn 25 của Ukraine tiêu diệt nhiều xe tăng, xe chiến đấu bộ binh. Tuy nhiên, các quan chức cấp cao Ukraine nhắc nhở rằng trông đợi vào sai sót của Nga không phải là một chiến lược và họ cay đắng về những bước đi sai lầm mà họ cho rằng đã cản trở sự phản kháng của Ukraine ngay từ đầu, những bước đi sai lầm của cả phương Tây và Ukraine. Họ cũng gay gắt về việc nguồn cung cấp vũ khí đến quá muộn và không đủ số lượng để tạo ra sự khác biệt mà có lẽ họ có thể có. Tướng Zaluzhny thường gọi nó là cuộc chiến cơ hội, một sĩ quan nói. Điều đó có nghĩa là các hệ thống vũ khí sẽ trở nên dư thừa rất nhanh vì chúng nhanh chóng bị người Nga khắc chế. Ví dụ, chúng tôi đã sử dụng thành công tên lửa hành trình Storm Shadow và Scalp do Anh và Pháp cung cấp, nhưng chỉ trong một thời gian ngắn. Người Nga luôn rút được bài học, họ không cho chúng tôi cơ hội thứ hai và họ đã thành công trong việc này. Các sĩ quan Ukraine cho biết tên lửa chống tăng Vác-Vai do Anh và Mỹ cung cấp trong những tuần đầu tiên của cuộc xung đột đã đến kịp thời giúp họ cứu được Kiev và hệ thống tên lửa phóng loạt cơ động cao HIMARS cũng vậy, đã được sử dụng rất hiệu quả giúp họ có thể đẩy Nga ra khỏi Kherson vào tháng 11 năm 2022. Nhưng thông thường, chúng tôi không nhận được hệ thống vũ khí vào thời điểm chúng tôi cần. Chúng chỉ đến khi không còn phù hợp nữa. Một quan chức cấp cao khác cho biết, lấy máy bay chiến đấu F-16 làm ví dụ, khoảng hơn chục chiếc F-16 dự kiến sẽ được đưa vào hoạt động trong mùa hè này. Sau khi hoàn thành khóa huấn luyện phi công cơ bản, mỗi loại vũ khí đều có thời điểm thích hợp riêng, cần có F-16 vào năm 2023. Chúng sẽ không phù hợp cho năm 2024, ông nói. Theo quan chức này, lý do là bởi Nga đã sẵn sàng chống lại phi đội F-16. Trong vài tháng qua,
chúng tôi bắt đầu nhận thấy người Nga bắn tên lửa từ Dzhan Koi ở phía Bắc Crimea, nhưng không có đầu đạn nổ. Chúng tôi không hiểu họ đang làm gì, nhưng sau đó chúng tôi phát hiện ra họ đang thử phạm vi. Sĩ quan này giải thích rằng Nga đang tính toán nơi tốt nhất để triển khai hệ thống radar và tên lửa S-400 nhằm tối đa hóa khu vực mà chúng có thể bao trùm để nhắm mục tiêu vào F-16, giữ chúng tránh xa tiền tuyến và các trung tâm hậu cần của Nga. Các sĩ quan cũng cho biết hiện họ cần nhiều vũ khí truyền thống cơ bản hơn, cũng như máy bay không người lái. Chúng tôi cần lựu pháo và đạn pháo, hàng trăm nghìn quả đạn pháo và tên lửa. Một người nói với Politico ước tính rằng Ukraine cần 4 triệu quả đạn pháo và 2 triệu máy bay không người lái. Chúng tôi luôn nói với các đối tác phương Tây rằng chúng tôi có kinh nghiệm chiến đấu, chúng tôi có hiểu biết về chiến trường, về cuộc chiến này. Họ có đủ nguồn lực và họ cần cung cấp cho chúng tôi những gì chúng tôi cần, ông nói thêm. Về phần mình, châu Âu đang cố gắng giúp Ukraine bù đắp bất lợi lớn về đạn pháo. Một đề xuất mua đạn pháo số lượng lớn do Cộng hòa Séc dẫn đầu có thể nâng tổng số đạn cung cấp cho Ukraine từ cả trong và ngoài EU lên khoảng 1,5 triệu viên đạn với chi phí 3,3 tỷ USD, nhưng vẫn còn thiếu những gì Ukraine cần. Các sĩ quan nhấn mạnh rằng họ cũng cần thêm rất nhiều binh sĩ. Ukraine hiện không có đủ quân ở tiền tuyến và điều này đang làm trầm trọng thêm vấn đề thiếu sự hỗ trợ của phương Tây. Tuy nhiên, Ukraine vẫn chưa bắt đầu tuyển quân trước cuộc tấn công lớn dự kiến của Nga, khi các nhà chức trách lo ngại hậu quả chính trị có thể xảy ra. Tướng Zaluzhny từng công khai kêu gọi huy động thêm quân vào tháng 12 năm 2023. Ước tính Ukraine cần thêm ít nhất 500.000 quân nhưng vẫn chưa có một biện pháp huy động quân nào được thực hiện. Mới đây, ngày 3 tháng 4, Tổng thống Zelensky đã ký một số phần bổ sung cho luật huy động cũ, thắt chặt các yêu cầu pháp lý đối với nam giới Ukraine, bao gồm hạ độ tuổi quân dịch từ 27 xuống 25. Một trong những sĩ quan trao đổi với Politico bình luận, chúng tôi không chỉ có một cuộc khủng hoảng quân sự mà còn có một cuộc khủng hoảng chính trị. Trong khi Ukraine né tránh một đợt huy động lớn, Nga hiện đang thu gom các nguồn lực và sẽ sẵn sàng tiến hành một cuộc tấn công lớn vào khoảng tháng 8 và có thể sớm hơn, tiến sĩ quan nhận định. Tình báo quân sự Ukraine thừa nhận Kiev không thể chiến thắng trên chiến trường. Dẫn lời lãnh đạo cơ quan tình báo quân sự Ukraine GUR, trang The Guardian, Anh đưa tin Kiev không có lựa chọn nào khác ngoài tiến hành các cuộc tấn công bên trong lãnh thổ Nga, bao gồm cả cơ sở hạ tầng dầu mỏ, khi quân đội nước này liên tục phải đối mặt với những thất bại trên chiến trường. Trong cuộc phỏng vấn với nhà báo Luke Harding của tờ The Guardian, các quan chức Kiev thẳng thắn thừa nhận tình hình quân sự của Ukraine. Chuẩn tướng Dmitry Timkov nói, nếu phương Tây muốn chúng tôi giành chiến thắng, chúng tôi cần được viện trợ đầy đủ. Ông cũng đề cập đến nguồn viện trợ quân sự đang suy giảm từ các quốc gia phương Tây. Thiếu tướng Vadim Skibitsky, phó giám đốc GUR, nhận định chiến thắng trên chiến trường như mong muốn của Kiev vào lúc này là không thể. Đó là lý do cơ quan này không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tiến hành các cuộc tấn công vào sâu bên trong lãnh thổ Nga. Các quan chức GUR cũng tuyên bố đã thực hiện một loạt các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái gần đây vào cơ sở hạ tầng dầu mỏ của Nga. Điều này mâu thuẫn với tuyên bố công khai của người đứng đầu cơ quan an ninh Ukraine, SBU, cho biết chính các đặc vụ của mình thực hiện các hoạt động này. Nguồn tin cũng cho biết GUR dự định tiến hành một cuộc tấn công lớn nữa vào cầu Crimea và vô hiệu hóa cây cầu này vào nửa đầu năm 2024. Ukraine trước đây đã nhắm tới cây cầu này hai lần vào năm 2022 và 2023. Vụ tấn công đầu tiên liên quan đến một quả bom giấu trong chiếc xe tải, khiến tài xế phương tiện và 4 thường dân khác trong những chiếc ô tô gần đó thiệt mạng. Moscow cáo buộc GUR chủ mưu vụ tấn công này. Cuộc tấn công thứ hai được cho là do xuồng không người lái tự sát của Hải quân Ukraine thực hiện. SBU cũng đã thừa nhận được các đặc vụ đã tiến hành vụ tấn công này. Vụ đánh bom đã khiến 2 dân thường thiệt mạng. Các quan chức Nga cũng tuyên bố Kiev đang gia tăng áp dụng chiến thuật kiểu này vì họ không thể giành chiến thắng trên chiến trường. Cựu Tổng thống Nga tuyên bố cứng rắn về hậu quả đối với binh sĩ NATO ở Ukraine. Cựu Tổng thống Nga tuyên bố toàn bộ binh sĩ phương Tây ở Ukraine sẽ bị coi là kẻ thù. Quân nhân Nga nên được thưởng hậu nếu tiêu diệt được họ. Cụ thể, cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev ngày 4 tháng 4 cho rằng nên treo thưởng cho việc tiêu diệt binh sĩ NATO nếu họ được triển khai ở Ukraine để chiến đấu chống lại quân đội Nga. Trong một bài đăng trên mạng xã hội X, tên mới của Twitter, ông Medvedev chỉ trích những người phương Tây ủng hộ Kiev cho rằng họ đang coi cả thế giới là những kẻ ngu ngốc nếu tin rằng việc gửi lực lượng nước ngoài tới Ukraine sẽ không dẫn đến leo thang nguy hiểm. Ông tuyên bố nếu binh sĩ NATO đến Ukraine, họ sẽ không bị giới hạn ở vai trò phi chiến đấu. Ông Medvedev, người hiện giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga viết, họ sẽ trở thành một phần của lực lượng chính quy đang chiến đấu chống lại chúng ta. Đó là lý do tại sao họ sẽ bị đối xử như kẻ thù. Chúng ta không nên bắt tù binh.
phần thưởng cao nhất phải được trao cho mỗi lính NATO thiệt mạng. Ông Medvedev đã đưa ra bình luận trên khi thảo luận về khả năng NATO gửi quân nhân đến quản lý và tổ chức ở Ukraine. Các doanh nhân và nhà hoạt động Nga trước đây đã từng trao thưởng cho việc phá hủy xe tăng do phương Tây sản xuất ở Ukraine. Theo tờ Newsweek, NATO vẫn chưa đưa quân tới Ukraine và người đứng đầu khối này, ông Jens Stoltenberg, đã bác bỏ ý kiến cho rằng một hành động như vậy sẽ được thực hiện trong tương lai gần. Tuy nhiên, trong cuộc họp hôm 3 tháng 4, ông Stoltenberg kêu gọi các ngoại trưởng NATO lên kế hoạch hỗ trợ quân sự lâu dài cho Kiev. Hành động này sẽ bao gồm hỗ trợ và đào tạo về an ninh, cũng như tham gia nhiều hơn vào việc phối hợp cung cấp vũ khí và thiết bị cho Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã thu hút sự chú ý của quốc tế vào tháng 2 sau khi nói rằng ông không thể loại trừ khả năng binh lính phương Tây cuối cùng sẽ được gửi đến Ukraine. Ông Macron đã rút lại quan điểm này vài ngày sau đó, nhưng kể từ đó ông nói rằng chủ đề triển khai quân đội phương Tây để hỗ trợ Ukraine phòng thủ trước Nga không nên bị giới hạn. Bộ trưởng Ngoại giao Stefani Cerioni cũng cho biết vào tháng 2 rằng Pháp có thể gửi nhân viên ra phá bom mìn và các nhân viên phi chiến đấu khác vào một thời điểm nào đó. Trong cuộc điện đàm hiếm hoi giữa các bộ trưởng quốc phòng Nga, Pháp, hôm 3 tháng 4, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã cảnh báo người đồng cấp Sebastian Lecornu rằng việc đưa quân đội Pháp tới Ukraine sẽ gây ra hậu quả tai hại cho Paris. Cuộc gọi kéo dài một giờ là cuộc trò chuyện đầu tiên giữa các bộ trưởng quốc phòng Nga và Pháp kể từ tháng 10 năm 2022. Theo thông tin do Bộ Quốc phòng Nga cung cấp tại cuộc trao đổi, ông Shoigu cảnh báo rằng Pháp sẽ tự tạo ra rắc rối cho chính mình nếu gửi quân tới Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga cũng cho biết ông Shoigu và người đồng cấp Pháp đã thảo luận về khả năng khởi động lại các cuộc đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine. Sự sẵn sàng đối thoại về Ukraine đã được ghi nhận. Điểm khởi đầu có thể dựa trên sáng kiến hòa bình ở Istanbul, bộ này cho biết trong một tuyên bố và nói thêm rằng hội nghị thượng đỉnh do Thụy Sĩ đăng cai tổ chức sẽ vô ích nếu không có sự tham gia của Nga. Về phần mình, theo Bộ Quốc phòng Pháp, Bộ trưởng Lecornu nhắc lại trong cuộc gọi rằng Pháp sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine lâu dài và mạnh mẽ khi cần thiết trong cuộc đấu tranh vì tự do và chủ quyền nhằm mang lại hòa bình và an ninh cho lục địa châu Âu. Một nguồn tin thân cận với ông Lecornu phủ nhận với hãng tin AFP rằng Bộ trưởng Lecornu đã thảo luận về các cuộc đàm phán hòa bình tiềm năng với Ukraine. Nguồn tin cho biết Pháp không chấp nhận hay đề xuất bất cứ điều gì tương tự. Các cuộc đàm phán hòa bình có ý nghĩa giữa Nga và Ukraine đã đổ vỡ vào mùa xuân năm 2022 khi cả hai bên đều cáo buộc nhau đưa ra những yêu cầu phi thực tế. Moscow tuyên bố họ sẽ coi quân đội phương Tây và các hệ thống vũ khí do nước ngoài cung cấp trên đất Ukraine là mục tiêu hợp pháp và việc NATO triển khai quân tới Ukraine sẽ đẩy khối này đến bờ vực xung đột toàn diện với Nga. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nhấn mạnh vào tháng trước rằng việc triển khai lực lượng nước ngoài sẽ là một sự leo thang lớn, dẫn đến những hậu quả không thể khắc phục được. Tổng thống Nga Vladimir Putin trước đó cảnh báo sẽ chỉ còn một bước nữa là có thể xảy ra thế chiến thứ ba toàn diện. Trong một diễn biến khác, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho rằng đề xuất của Trung Quốc về giải quyết cuộc khủng hoảng ở Ukraine là phù hợp hơn so với đề xuất của các nước khác, song lại không nhận được sự quan tâm của phần lớn các nước phương Tây. Theo hãng thông tấn TASS của Nga, ông Lavrov đã nói như vậy tại cuộc gặp với các đại sứ nước ngoài ngày 4 tháng 4. Tại cuộc gặp này, người đứng đầu ngành ngoại giao Nga cũng cho rằng các đề xuất của Nam Phi, Brazil và Liên đoàn Ả Rập AL về vấn đề nói trên cũng mang tính thực tế, song cũng không nhận được mối lưu tâm của phần lớn các nước phương Tây. Đề cập riêng về đề xuất của Trung Quốc, ông Lavrov cho rằng điều quan trọng nhất là tài liệu này đã phân tích lý do dẫn đến những gì xảy ra hiện nay và đề cập đến sự cần thiết giải quyết những nguyên nhân gốc rễ của cuộc khủng hoảng. Hồi tháng 2 năm 2023, Trung Quốc công bố kế hoạch hòa bình 12 điểm, trong đó nêu hàng loạt giải pháp từ ngừng bắn, hòa đàm đến từ bỏ tư duy chiến tranh lạnh, các lệnh trừng phạt và đảm bảo chuỗi cung toàn cầu. Trước đó, Thụy Sĩ đã đề xuất tổ chức hội nghị hòa bình Ukraine dựa trên kế hoạch hòa bình của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky mà không có sự tham gia của Nga, điều mà Nga phản đối. Ngoại trưởng Nga cho biết trong cuộc gặp với người đồng cấp Thụy Sĩ vài tháng trước tại New York, ông đã nhấn mạnh rằng Moscow không coi Thụy Sĩ là lựa chọn phù hợp để tổ chức hội nghị, xét về mức độ trung lập do nước này tham gia các lệnh trừng phạt nhằm vào Nga. Ông Lavrov khẳng định sẵn sàng tham gia bất kỳ hội nghị hòa bình nào về Ukraine, song phải dựa trên điều mà Moscow gọi là những thực tế mới trên thực địa. Nga nói lính thủy đánh bộ Thụy Điển chiến đấu ở Ukraine. Bộ Ngoại giao Nga cho hay Moscow đã biết về sự tham gia của binh sĩ Thụy Điển trong các cuộc xung đột ở Ukraine. Theo đài Sputnik Nga, vào tuần trước, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Thụy Điển Thomas
Vanek nói với RIA Novosti rằng Đại sứ quán Ukraine tại Stockholm có thể tuyển dụng binh sĩ Thụy Điển tham gia chiến sự vì điều đó không vi phạm luật pháp quốc tế. Khi được yêu cầu bình luận về những tuyên bố này, Bộ Ngoại giao Nga cho hay phía Moscow biết về sự tham gia của binh sĩ nước ngoài, bao gồm cả Thụy Điển, trong các cuộc chiến bên phía Ukraine. Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh những nỗ lực của Bộ Ngoại giao Thụy Điển nhằm khuyến khích công dân đi đến vùng nóng. Theo cách này cho thấy Stockholm hoàn toàn thờ ơ với số phận của chính công dân mình. Theo thông tin mà Bộ Quốc phòng Nga nắm được, tổng số binh sĩ Thụy Điển trên lãnh thổ Ukraine lên tới 90 người, trong đó 25 người đã thiệt mạng. Phía Thụy Điển chưa bình luận về thông tin trên. Trước đó, Ngoại trưởng Thụy Điển Tobias Billström tuyên bố Stockholm không có kế hoạch đào tạo binh sĩ Ukraine ở Ukraine. Ông nói rằng các cuộc thảo luận về việc điều quân NATO tới hỗ trợ Kiev là không đúng thời điểm. EU phản đối Mỹ lấy toàn bộ tài sản phong tỏa của Nga để tái thiết Ukraine. Một quan chức cấp cao của chính quyền Biden mới đây xác nhận với tờ Politico Mỹ rằng có những căng thẳng giữa Mỹ và một số đồng minh châu Âu về vấn đề lấy toàn bộ tài sản bị phong tỏa của Nga để chuyển cho Ukraine. Cụ thể, Mỹ và châu Âu vẫn chưa thống nhất về việc họ nên ép Nga phải chi tiền để tái thiết Ukraine đến mức nào. Một đề xuất cách đây không lâu đã bị cả hai bờ Đại Tây Dương bác bỏ, hiện đang có động lực mới nhưng cũng gây ra căng thẳng nghiêm trọng giữa các đồng minh phương Tây. Ý tưởng này là tịch thu tài sản bị phong tỏa của Nga ở nước ngoài có thể lên tới hơn 250 tỷ euro. Đó là kế hoạch được chính quyền Tổng thống Biden ủng hộ mạnh mẽ, nhưng cho đến nay, các cường quốc ở châu Âu là Đức, Pháp và Ý đều không ủng hộ. Các nhà hoạch định chính sách của Mỹ cũng đang gây áp lực lên các đồng minh của họ để từ bỏ mối lo ngại về một bước đi chưa từng có với nhiều khó khăn về pháp lý, đạo đức và chính trị. Sackler Lickfield, nhà phân tích của Hội đồng Đại Tây Dương và là chuyên gia hàng đầu về tài sản bị phong tỏa của Nga nhận định, việc chiếm đoạt dự trữ của một quốc gia chưa bao giờ được thực hiện trước đây. Việc vượt qua ngưỡng không thể đảo ngược khi phương Tây chuyển chúng cho Ukraine, xét về mặt đạo đức thì điều đó có vẻ đúng, nhưng các cường quốc châu Âu vẫn chưa thực sự muốn làm điều đó nếu không có cơ sở pháp lý vững chắc hơn và điều này vẫn chưa được tìm thấy. Quyết tâm tịch thu tài sản Nga của Mỹ đã khiến các đồng minh châu Âu lo ngại rằng động thái như vậy sẽ dẫn đến việc các nhà đầu tư vào đồng euro hoảng sợ. Những người khác lo ngại Nga có thể trả đũa bằng cách nhắm mục tiêu vào các tài sản châu Âu ở Nga và tiến hành các cuộc tấn công mạng nhằm vào các nước phương Tây. Một số người cho rằng dù hành vi của Nga có đến mức nào thì một quốc gia cũng không nên bị buộc phải bồi thường khi xung đột vẫn còn tiếp diễn. Vấn đề đối với Mỹ là phần lớn tài sản được giữ ở Bỉ và Mỹ chỉ nắm giữ số lượng không đáng kể. Vì vậy, bất kỳ động thái tịch thu nào cũng cần có sự chấp thuận của châu Âu. Mỹ hy vọng nhóm G7 gồm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu sẽ có được lập trường chung vào cuối năm nay. Một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Mỹ nói, chúng tôi khuyến khích bất kỳ hành động nào mà EU có thể thực hiện để sử dụng tài sản cố định có chủ quyền của Nga vì lợi ích của người Ukraine. Tuy nhiên, trong khi EU không có kế hoạch tịch thu toàn diện, vốn chỉ nhắm tới lợi nhuận do các quỹ bị đóng băng tạo ra thay vì tịch thu toàn bộ tài sản, ba quốc gia EU thuộc G7, Đức, Pháp và Ý lo ngại rằng việc tịch thu tài sản sẽ làm hoen ố danh tiếng của khu vực đồng euro và có khả năng ngăn cản đầu tư quốc tế. Các nước châu Âu khác phần lớn đều né tránh cuộc tranh luận về vấn đề này. Đối với họ, điều đó quá mạo hiểm. Các nước trên cũng nhận được sự ủng hộ của Ngân hàng Trung ương châu Âu, ECB, nơi đã nhiều lần cảnh báo về sự bất ổn của đồng euro nếu nhà đầu tư nước ngoài sợ hãi và chuyển tài sản của họ ra ngoài EU. Ủy ban châu Âu sẽ đưa ra kế hoạch hạn chế hơn nhiều để chỉ sử dụng lợi nhuận do tài sản bị phong tỏa của Nga tạo ra, trị giá khoảng 3 tỷ euro mỗi năm. Người đứng đầu chính sách đối ngoại của EU, Joseph Borrell, nói với các phóng viên, chúng tôi không nói về việc tịch thu các tài sản bị phong tỏa. Cuộc thảo luận là về doanh thu được tạo ra bởi những tài sản này. Khi cuộc xung đột Nga-Ukraine bước sang năm thứ ba và quân đội Ukraine thiếu đạn pháo, những bất đồng của phương Tây về vấn đề tài chính đã đến vào thời điểm khó khăn đối với Kiev. Mỹ đang gặp bế tắc trong việc tìm kiếm ngân sách để gửi đến Ukraine với nỗ lực của Tổng thống Biden nhằm thúc đẩy gói hỗ trợ trị giá 60 tỷ USD cho Kiev thông qua Quốc hội đã bị các nghị sĩ Đảng Cộng hòa cản trở. Một quan chức cấp cao của chính quyền Mỹ đã bác bỏ quan điểm cho rằng tranh cãi tại Quốc hội nước này đã góp phần khiến Washington thúc đẩy tịch thu toàn bộ tài sản bị phong tỏa của Nga, nhấn mạnh điều này đã được thực hiện trước khi xảy ra tình trạng bế tắc. Quan chức này nói, chúng tôi luôn hình dung điều này cho công cuộc tái thiết Ukraine, bởi vì đó là cách thực tế duy nhất để đáp ứng nhu cầu tái thiết của Ukraine.
trong khi hoạt động tấn công nhằm vào các cơ sở lọc dầu nằm trong lãnh thổ Nga ngày một phương xa. Hoạt động thanh toán đối với dầu mỏ xuất khẩu của Nga cũng gặp phải khó khăn do lệnh trừng phạt thứ cấp của phương Tây. Sáng 2 tháng 4, một máy bay không người lái của Ukraine đã tấn công đơn vị lọc dầu chính thuộc nhà máy lọc dầu Taneco, một phần của khu liên hợp lọc dầu Tatarstan thuộc tập đoàn sản xuất dầu mỏ Tanev của Nga ở thành phố Nizhneftchansk. Đơn vị lọc dầu bị tấn công đóng góp hơn 50% tổng công suất hàng năm của nhà máy lọc dầu Taneco. Nhà máy lọc dầu Taneco là một trong những cơ sở xử lý dầu mỏ lớn nhất và mới nhất của Nga, với công suất lên đến 340.000 thùng một ngày. Năm 2023, nhà máy đã xử lý hơn 17 triệu tấn dầu thô, đạt công suất lớn thứ ba trong số các nhà máy lọc dầu của Nga sau Omsk và Kirishi. Sau vụ tấn công, truyền thông Ukraine, trong đó có tờ Kyiv Independent và tờ Ukrainska Radia dẫn nguồn tin từ cơ quan an ninh Ukraine, SBU, cho biết cuộc tấn công vào nhà máy lọc dầu Taneco là một hoạt động do SBU phối hợp với cơ quan tình báo quốc phòng Ukraine, SUR, thực hiện. Theo tờ Kyiv Independent, trong những tuần qua, Ukraine đã thực hiện các cuộc tấn công ngày càng thường xuyên hơn vào các nhà máy lọc dầu của Nga và các cơ sở công nghiệp khác bằng máy bay không người lái tầm xa. Tổng cộng, các cuộc tấn công gần đây được cho là đã làm gián đoạn từ 12 đến 14% công suất lọc dầu của Liên bang Nga. Tờ Kyiv Independent cho rằng, nhiên liệu hóa thạch là động lực chính của nền kinh tế, đồng thời là nguồn thu chính cho cỗ máy chiến tranh của Liên bang Nga. Bất chấp lệnh trừng phạt của phương Tây, Nga vẫn cung cấp dầu khí cho các nước khác trên thế giới, chủ yếu là Ấn Độ và Trung Quốc. Tuy nhiên, theo hãng tin Business Insider ngày 25 tháng 3, một số ngân hàng Trung Quốc đã tạm dừng thanh toán từ các tổ chức tài chính Nga bị phương Tây trừng phạt. Các ngân hàng toàn cầu khác mà Nga đang sử dụng để tránh các lệnh trừng phạt cũng đang quay lưng lại làm ăn với nước này vì sợ bị phương Tây trả đũa. Khách hàng dầu mỏ hàng đầu của Nga là Ấn Độ hiện cũng đang gặp khó khăn. Theo tạp chí Forbes ngày 22 tháng 3, các nhà máy lọc dầu của Ấn Độ đã ngừng chấp nhận dầu thô của Nga được giao bởi các tàu chở dầu do Shovcomflot điều hành, công ty vận tải thương mại lớn nhất của Nga đã bị Mỹ trừng phạt. Điều này có khả năng gây ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế Nga vì Ấn Độ là một trong những nhà nhập khẩu dầu lớn nhất về nhiên liệu hóa thạch của Moscow kể từ khi xung đột ở Ukraine nổ ra. Trong một phát biểu được mạng tin Business Insider ngày 25 tháng 3 dẫn lại, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nga Elvira Nabiullina cho biết việc phương Tây thắt chặt các lệnh trừng phạt đối với nước này đang ảnh hưởng đến doanh thu xuất khẩu dầu mỏ của Moscow. Bà Nabiullina tiết lộ, sau đợt sụt giảm vào đầu năm nay, xuất khẩu đã phục hồi trở lại nhờ giá dầu tăng. Giá dầu thô quốc tế đã tăng hơn 10% trong năm nay. Tuy nhiên, các biện pháp trừng phạt thứ cấp cản trở quá trình này. Trong khi đó, kênh Telegram Military Summary đưa tin, quân đội Nga bắt đầu tấn công mạnh vào Chasovia. Cuộc tiến công diễn ra theo ba hướng từ Đông Bắc, Đông và Đông Nam. Người Nga đã vượt qua được hàng phòng ngự Ukraine theo nhiều hướng, những nơi mà trước đó họ đã bị mắc kẹt vào đầu tháng 2. Hiện nay, Nga đã có bước tiến đáng kể theo hướng Bevomaske gần Berdychi và còn cách Chasovia 600 mét. Kênh Telegram Shuri Yatmas cũng cho biết, ở phía tây Ayivka, quân đội Nga nắm quyền kiểm soát một phần bờ nam sông Duna, phía tây bắc Tonetske, tiến tới các vị trí cách Umanske chưa đầy 1 km. Tình hình ở thị trấn Berdychi áp sát Chasovia đang rất căng thẳng. Điều có thể khẳng định là quân Nga đã có thể đứng vững ở bên kia sông. Tuy nhiên, có vẻ như họ vẫn chưa đến được đầu phía tây của thị trấn. Trước đó vài ngày, kênh Reddotka đã dự đoán, sắp tới Nga sẽ tập trung vào việc loại bỏ hệ thống phòng thủ trên vành đai ngoại vi Chasovia tại khu vực Kalinovka, Bedanovka, Krasne và Plechitka, nơi đã buộc đối phương phải điều lực lượng dự bị tinh nhuệ tới chi viện. Mối đe dọa lớn đối với Kiev là nguy cơ xuất hiện một Ayivka thứ hai trở nên ngày một rõ ràng. Israel, thủ tướng tuyên bố sẵn sàng cho kịch bản Iran trả đũa. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố nước này chuẩn bị cho khả năng xảy ra một cuộc tấn công trả đũa sau khi Israel bị cáo buộc sát hại các tướng lĩnh Iran ở Syria trong tuần này. Theo ông Netanyahu, trong nhiều năm Iran đã hành động chống lại Israel, cả trực tiếp và thông qua các lực lượng ủy nhiệm. Do đó, Israel đang hành động chống lại Iran và các lực lượng ủy nhiệm, cả về phòng thủ và tấn công. Chúng ta biết cách tự vệ và sẽ hành động theo nguyên tắc đơn giản là bất cứ ai làm hại hoặc có ý định làm hại chúng ta sẽ làm khiến đối phương bị tổn thương. Thủ tướng Netanyahu nói, trước đó lực lượng vũ trang Ukraine trải qua gần 6 tháng xung đột ở dải Gaza và trên mặt trận Liban, tuyên bố tạm dừng nghỉ phép đối với tất cả các đơn vị chiến đấu sau khi Israel thông báo huy động thêm quân cho các đơn vị phòng không. Khả năng Iran trả đũa cuộc không kích do Israel thực hiện hôm 1 tháng 4 nhằm vào tòa nhà lãnh sự của Iran ở Syria đã làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng, mặc dù hai nguồn tin Iran cho biết Tehran sẽ điều chỉnh phản ứng để tránh leo thang. Trong diễn biến liên quan, Nhà Trắng thông báo trong cuộc điện đàm giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Netanyahu,
ông Biden đã khẳng định Mỹ ủng hộ mạnh mẽ Israel trong căng thẳng với Iran. Chuyên gia nhận định về thời điểm và hình thức Iran ra đòn trả đũa Israel. Tuy không muốn một cuộc chiến tranh toàn diện với Israel, nhưng sau khi tòa nhà lãnh sự trong khuôn viên đại sứ quán ở Syria bị tấn công, Iran có thể sẽ ra đòn trả đũa Israel như nhiều quan chức nước này đã tuyên bố. Theo hãng tin Reuters, đến nay, Iran vẫn tránh trực tiếp tham gia vào cuộc xung đột ở dải Gaza. Các nhà lãnh đạo Iran cũng công khai chỉ ra rằng nước này không muốn một cuộc chiến tranh lớn có thể gây bất ổn cho đất nước. Tuy nhiên, kênh CNN của Mỹ cho rằng cuộc tấn công vào khu phức hợp đại sứ quán Iran ở thủ đô Damascus của Syria ngày 1 tháng 4 có thể là sự leo thang nguy hiểm nhất bên ngoài Gaza kể từ khi bắt đầu cuộc chiến Hamas-Israel gần 6 tháng trước. Syria và Iran đã đổ lỗi cho Israel về cuộc không kích phá hủy tòa nhà nằm trong khu phức hợp đại sứ quán Iran tại Damascus, giết chết chuẩn tướng Mohammad Reza Zahedi, chỉ huy cấp cao lực lượng Quds thuộc lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) và một số quan chức khác. Phát biểu tại hội nghị trực tuyến thảo luận về tình hình tại dải Gaza và khu vực hôm 3 tháng 4, Tổng thống Iran Ebrahim Raisi đã cáo buộc Israel phải chịu trách nhiệm về vụ tấn công đại sứ quán Iran tại thủ đô Damascus của Syria hôm 1 tháng 4, đồng thời cảnh báo sẽ trả đũa tương xứng. Trước đó, khi phát biểu với báo giới vào hôm 1 tháng 4, đại sứ Iran tại Syria, ông Hossein Akbari cũng chỉ trích vụ tấn công của Israel là hành vi vi phạm luật pháp quốc tế, đồng thời nhấn mạnh Israel sẽ đối mặt với hậu quả và Iran sẽ đáp trả tương xứng vụ tấn công. Liên quan tới việc Iran trả đũa, cựu giám đốc tình báo Israel Amos Jadlin, người hiện làm việc tại trung tâm Belfer của trường Kennedy tại Đại học Harvard, Mỹ, nhận định Tehran có thể chọn ngày 5 tháng 4 để đáp trả cuộc tấn công ở Damascus trực tiếp hoặc thông qua lực lượng ủy nhiệm. Nguyên nhân là ngày 5 tháng 4 là ngày thứ 6 cuối cùng trong tháng Ramadan của người Hồi giáo và cũng là ngày Quds. Vì thế, theo ông Jadlin, cần phải theo dõi chặt chẽ diễn biến trong ngày 5 tháng 4 và sau đó. Tùy thuộc vào hậu quả của cuộc tấn công, xung đột có thể leo thang. Về phía Israel, nước này chưa nhận trách nhiệm thực hiện vụ tấn công đại sứ quán Iran tại thủ đô Damascus của Syria hôm 1 tháng 4, nhưng nói rằng mục tiêu là tòa nhà quân sự của lực lượng Quds. Trả lời phỏng vấn với kênh CNN, người phát ngôn lực lượng phòng vệ Israel IDF, chuẩn đô đốc Daniel Hagari, nói: "Theo thông tin tình báo của chúng tôi, đây không phải là lãnh sự quán và không phải là đại sứ quán. Tôi nhắc lại, đây không phải là lãnh sự quán và không phải là đại sứ quán. Đây là tòa nhà quân sự của lực lượng Quds được cải trang thành tòa nhà dân sự ở Damascus." Tuy nhiên, trước các tuyên bố cứng rắn của Iran, Israel đã chuẩn bị cho khả năng xảy ra một cuộc tấn công trả đũa. Mở đầu cuộc họp nội các an ninh Israel vào cuối ngày 4 tháng 4, ông Netanyahu nêu rõ, trong nhiều năm, Iran đã hành động chống lại chúng ta cả trực tiếp và thông qua các lực lượng ủy nhiệm của họ. Do đó, Israel đang hành động chống lại Iran và các lực lượng ủy nhiệm, kể cả phòng thủ và tấn công. Chúng ta biết cách tự vệ và chúng ta sẽ hành động theo nguyên tắc đơn giản là bất cứ ai làm hại hoặc có ý định làm hại chúng ta sẽ làm khiến đối phương bị tổn thương. Bình luận của ông được đưa ra sau khi lực lượng vũ trang Israel trải qua gần 6 tháng xung đột ở dải Gaza và trên mặt trận Liban, tuyên bố họ sẽ tạm dừng nghỉ phép đối với tất cả các đơn vị chiến đấu, một ngày sau khi đưa ra thông báo huy động thêm quân cho các đơn vị phòng không. Israel cho phép chuyển hàng viện trợ qua biên giới phía bắc dải Gaza. Ngày 5 tháng 4, Văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố nước này sẽ cho phép tạm thời chuyển hàng viện trợ qua biên giới với phía bắc dải Gaza, đánh dấu lần đầu tiên Israel mở lại cửa khẩu Erez kể từ khi xung đột bùng phát hồi tháng 10 năm 2023. Theo tuyên bố, Israel sẽ cho phép tạm thời chuyển hàng viện trợ nhân đạo qua cảng Ashdod và cửa khẩu Erez, cách Gaza khoảng 40 km về phía bắc để ngăn chặn một cuộc khủng hoảng nhân đạo. Ngoài ra, chính quyền cũng sẽ cho phép tăng viện trợ của Jordan thông qua Kerem Shalom, một cửa khẩu biên giới ở miền nam Israel. Thông báo trên được đưa ra trong bối cảnh áp lực quốc tế ngày càng gia tăng đối với Israel sau khi nước này nhận trách nhiệm về vụ không kích khiến 7 nhân viên cứu trợ thiệt mạng. Trong cuộc điện đàm trước đó, trong ngày giữa Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Tổng thống Mỹ Joe Biden, nhà lãnh đạo Mỹ đã cảnh báo chính sách của Washington trong vấn đề Gaza sẽ được xác định dựa trên những bước đi cụ thể và có thể đo lường được nhằm tránh gây tổn thất cho người dân và đảm bảo an toàn cho dân thường cũng như các nhân viên cứu trợ. Bắt thêm 3 nghi phạm vụ tấn công tại Moscow. Ngày 4 tháng 4, Cơ quan An ninh Liên bang Nga FSB thông báo đã bắt giữ thêm 3 đối tượng bị tình nghi hỗ trợ thực hiện kế hoạch tấn công khủng bố tại nhà hát Krokus City Hall ở ngoại ô thủ đô Moscow hồi tháng 3, khiến trên 140 người thiệt mạng. Theo FSB, 3 đối tượng bị bắt giữ tại Moscow, thành phố Yekaterinburg thuộc vùng Ural và
và thành phố Omsk ở vùng Siberia vì cung cấp tài chính và tuyển mộ các tay súng thực hiện vụ tấn công. Trong đó, hai nghi phạm là người nước ngoài, nghi phạm còn lại có quốc tịch Nga. Thông báo của FSB nêu rõ, hai trong số này bị bắt giữ vì chuyển tiền để mua súng và các phương tiện khác được sử dụng trong vụ tấn công khủng bố. Người thứ ba trực tiếp tham gia tuyển mộ tay súng và cung cấp tài chính để thực hiện vụ tấn công khủng bố. Trước đó, giới chức Nga đã bắt giữ 11 đối tượng tình nghi, trong đó 4 đối tượng tình nghi trực tiếp thực hiện vụ tấn công đã bị buộc tội khủng bố. Israel, thủ tướng tuyên bố sẵn sàng cho kịch bản Iran trả đũa. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố nước này chuẩn bị cho khả năng xảy ra một cuộc tấn công trả đũa sau khi Israel bị cáo buộc sát hại các tướng lĩnh Iran ở Syria trong tuần này. Theo ông Netanyahu, trong nhiều năm, Iran đã hành động chống lại Israel, cả trực tiếp và thông qua các lực lượng ủy nhiệm. Do đó, Israel đang hành động chống lại Iran và các lực lượng ủy nhiệm, cả về phòng thủ và tấn công. Chúng ta biết cách tự vệ và sẽ hành động theo nguyên tắc đơn giản là bất cứ ai làm hại hoặc có ý định làm hại chúng ta sẽ khiến đối phương bị tổn thương, Thủ tướng Netanyahu nói. Trước đó, lực lượng vũ trang Israel trải qua gần 6 tháng xung đột ở dải Gaza và trên mặt trận Liban tuyên bố tạm dừng nghỉ phép đối với tất cả các đơn vị chiến đấu sau khi Israel thông báo huy động thêm quân cho các đơn vị phòng không. Khả năng Iran trả đũa cuộc không kích do Israel thực hiện hôm 1 tháng 4 nhằm vào tòa nhà lãnh sự của Iran ở Syria đã làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng, mặc dù hai nguồn tin Iran cho biết Tehran sẽ điều chỉnh phản ứng để tránh leo thang. Trong diễn biến liên quan, Nhà Trắng thông báo trong cuộc điện đàm giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Netanyahu, ông Biden đã khẳng định Mỹ ủng hộ mạnh mẽ Israel trong căng thẳng với Iran. Theo hãng tin Reuters, đến nay Iran vẫn tránh trực tiếp tham gia vào cuộc xung đột ở dải Gaza. Các nhà lãnh đạo Iran cũng công khai chỉ ra rằng nước này không muốn một cuộc chiến tranh lớn có thể gây bất ổn cho đất nước. Tuy nhiên, kênh CNN của Mỹ cho rằng cuộc tấn công vào khu phức hợp Đại sứ quán Iran ở thủ đô Damascus của Syria ngày 1 tháng 4 có thể là sự leo thang nguy hiểm nhất bên ngoài Gaza kể từ khi bắt đầu cuộc chiến Hamas-Israel gần 6 tháng trước, theo thông tin từ Thông tấn xã Việt Nam. Syria và Iran đã đổ lỗi cho Israel về cuộc không kích phá hủy tòa nhà nằm trong khu phức hợp Đại sứ quán Iran tại Damascus, giết chết chuẩn tướng Mohammad Reza Zahedi, chỉ huy cấp cao lực lượng Quds thuộc lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran, IRGC và một số quan chức khác. Phát biểu tại hội nghị trực tuyến thảo luận về tình hình tại dải Gaza và khu vực hôm 3 tháng 4, Tổng thống Iran Ebrahim Raisi đã cáo buộc Israel phải chịu trách nhiệm về vụ tấn công Đại sứ quán Iran tại thủ đô Damascus của Syria hôm 1 tháng 4, đồng thời cảnh báo sẽ trả đũa tương xứng. Trước đó, khi phát biểu với báo giới vào hôm 1 tháng 4, Đại sứ Iran tại Syria, ông Hossein Akbari cũng chỉ trích vụ tấn công của Israel là hành vi vi phạm luật pháp quốc tế, đồng thời nhấn mạnh Israel sẽ đối mặt với hậu quả và Iran sẽ đáp trả tương xứng vụ tấn công. Liên quan tới việc Iran trả đũa, cựu giám đốc tình báo Israel Amos Yadlin, người hiện làm việc tại trung tâm Belfer của trường Kennedy tại Đại học Harvard, Mỹ, nhận định Tehran có thể chọn ngày 5 tháng 4 để đáp trả cuộc tấn công ở Damascus trực tiếp hoặc thông qua lực lượng ủy nhiệm. Nguyên nhân là ngày 5 tháng 4 là ngày thứ 6 cuối cùng trong tháng Ramadan của người Hồi giáo và cũng là ngày Quds. Vì thế, theo ông Yadlin, cần phải theo dõi chặt chẽ diễn biến trong ngày 5 tháng 4 và sau đó, tùy thuộc vào hậu quả của cuộc tấn công, xung đột có thể leo thang. Về phía Israel, nước này chưa nhận trách nhiệm thực hiện vụ tấn công Đại sứ quán Iran tại thủ đô Damascus của Syria hôm 1 tháng 4, nhưng nói rằng mục tiêu là tòa nhà quân sự của lực lượng Quds. Trả lời phỏng vấn với kênh CNN, người phát ngôn lực lượng phòng vệ Israel IDF, chuẩn đô đốc Daniel Hagari nói, theo thông tin tình báo của chúng tôi, đây không phải là lãnh sự quán và không phải là đại sứ quán. Tôi nhắc lại, đây không phải là lãnh sự quán và không phải là đại sứ quán, đây là tòa nhà quân sự của lực lượng Quds, được cải trang thành tòa nhà dân sự ở Damascus. Tuy nhiên, trước các tuyên bố cứng rắn của Iran, Israel đã chuẩn bị cho khả năng xảy ra một cuộc tấn công trả đũa. Mở đầu cuộc họp nội các an ninh Israel vào cuối ngày 4 tháng 4, ông Netanyahu nêu rõ, trong nhiều năm, Iran đã hành động chống lại chúng ta cả trực tiếp và thông qua các lực lượng ủy nhiệm của họ. Do đó, Israel đang hành động chống lại Iran và các lực lượng ủy nhiệm, cả về phòng thủ và tấn công. Chúng ta biết cách tự vệ và chúng ta sẽ hành động theo nguyên tắc đơn giản là bất cứ ai làm hại hoặc có ý định làm hại chúng ta sẽ làm khiến đối phương bị tổn thương. Bình luận của ông được đưa ra sau khi lực lượng vũ trang Israel trải qua gần 6 tháng xung đột ở dải Gaza và trên mặt trận Liban, tuyên bố họ sẽ tạm dừng nghỉ phép đối với tất cả các đơn vị chiến đấu, một ngày sau khi đưa ra thông báo huy động thêm quân cho các đơn vị phòng không.
Trung Đông bên bờ vực chiến tranh khu vực sau vụ tấn công đại sứ quán Iran. Ngày 1 tháng 4, truyền thông nhà nước Iran đưa tin các cuộc tấn công của Israel tại thủ đô Damascus của Syria đã phá hủy một tòa nhà lân cận đại sứ quán Iran. Hãng tin NOR của Iran cho biết đại sứ nước này tại Damascus, Hossein Akbari và gia đình của ông không gặp nguy hiểm trong cuộc tấn công trên. Cùng ngày, tổ chức giám sát nhân quyền Syria SOHR có trụ sở tại Anh và hãng thông tấn nhà nước Syria Sana đưa tin 8 người đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel ở khu vực Mekzet ở Damascus. Tòa nhà này đã bị tàn phá nặng nề, các tòa nhà lân cận cũng bị hư hại. Sau đó, truyền thông nhà nước Iran xác nhận chỉ huy cấp cao của lực lượng Quds thuộc lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran IRGC, chuẩn tướng Mohammad Reza Zahedi cùng một số nhà ngoại giao nước này đã thiệt mạng trong vụ tấn công của Israel vào tòa nhà lãnh sự Iran ở thủ đô Damascus của Syria. Cuộc tấn công vào khu phức hợp đại sứ quán Iran ở thủ đô Damascus của Syria ngày 1 tháng 4 có thể là sự leo thang nguy hiểm nhất bên ngoài Gaza kể từ khi bắt đầu cuộc chiến Hamas-Israel gần 6 tháng trước. Syria và Iran đã đổ lỗi cho Israel về cuộc không kích phá hủy tòa nhà nằm trong khu phức hợp đại sứ quán Iran tại Damascus, giết chết chuẩn tướng Mohammad Reza Zahedi, chỉ huy cấp cao lực lượng vệ binh cách mạng tình nhuệ của Iran IRGC và một số quan chức khác, bao gồm cả một chỉ huy cấp cao khác là Mohammad Hadi Haji Rahimi. Các quan chức Israel chưa bình luận về vụ việc. Đây là vụ tấn công mới nhất trong chuỗi các cuộc tấn công gần đây được cho là của Israel ở Syria nhằm vào IRGC và nhóm vũ trang Hezbollah của Liban. Do Iran hậu thuẫn, cho đến nay các cuộc tấn công vẫn chưa gây ra phản ứng nào ngoài phạm vi các cuộc giao tranh vẫn kéo dài nhiều tháng ở biên giới Israel với Liban, bất chấp các mối đe dọa liên tục của lãnh đạo Iran và Hezbollah về đáp trả các cuộc tấn công tương tự của Israel. Tuy nhiên, vụ tấn công đại sứ quán Iran ngày 1 tháng 4 có thể là do nước tràn ly cuối cùng. Về mặt kỹ thuật, đại sứ quán ở Damascus là lãnh thổ có chủ quyền của Iran, khiến đây trở thành cuộc tấn công công khai nhất vào đất Iran trong nhiều năm. Và chuẩn tướng Zahedi là mục tiêu cấp cao nhất kể từ khi cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump ra lệnh giết tướng Qasem Soleimani của IRGC ở Baghdad vào tháng 1 năm 2020. Ông Soleimani bị một máy bay không người lái tấn công của Mỹ sát hại. Thật khó để hình dung một phản ứng của Iran mà không có sự tham gia của đồng minh bán quân sự hùng mạnh nhất của họ là Hezbollah. Nhóm chiến binh người Hồi giáo dòng Shia ở Liban đã bị lôi kéo vào các cuộc đọ súng hàng ngày với lực lượng Israel kể từ ngày 8 tháng 10 năm ngoái. Trong gần 6 tháng, nhóm này đã vượt qua ranh giới mong manh giữa việc cố gắng hạn chế phạm vi hoạt động của phiến quân ở khu vực biên giới trong khi tìm cách thực thi các biện pháp trả đũa theo quy tắc tương xứng. Nhưng điều này trở nên khó khăn hơn khi Israel tấn công các mục tiêu xa hơn nhiều so với khu vực biên giới với tần suất ngày càng tăng, chẳng hạn như các cuộc không kích của Israel nhằm vào một thành phố lớn ở miền đông Liban trong tuần trước. Các đồng minh khu vực của Iran cho biết họ đã tham gia các cuộc đối đầu với Israel thay mặt cho người Palestine ở Gaza, nơi hơn 32.000 người đã thiệt mạng. Tuy nhiên, họ cũng đã tìm cách tránh một cuộc xung đột toàn diện với Israel. Đó có thể là một lập trường không thể đứng vững sau cuộc tấn công ngày 1 tháng 4. Sự kiện một lần nữa đẩy khu vực đến bờ vực của một cuộc chiến tranh mở rộng. Về phần mình, Iran đã lập tức đe dọa trả đũa Israel sau khi đổ lỗi cho nước này về cuộc không kích chết người vào đại sứ quán nước này ở Damascus. Đại sứ Iran tại Damascus, Hossein Akbari, cáo buộc Israel về các cuộc tấn công, nói rằng tòa nhà đã bị nhắm mục tiêu bởi 6 tên lửa từ máy bay chiến đấu F-35 của Israel. Truyền thông nhà nước Syria, thông tấn xã Syria Ả Rập, cũng đưa tin rằng một hành động xâm lược của Israel nhắm vào chiều ngày 1 tháng 4 tại tòa nhà ở khu phố Mekzet ở Damascus gây ra sự tàn phá lớn. Đại sứ Akbari cho biết cuộc tấn công của Israel đã đi ngược lại tất cả luật pháp quốc tế và Iran sẽ quyết đoán trong phản ứng của chúng tôi. Theo ông Akbari, đây có thể là lần đầu tiên Israel cho phép mình tấn công tòa nhà chính thức của Đại sứ quán Cộng hòa Hồi giáo Iran, nơi có lá cờ của Cộng hòa Hồi giáo được treo trên đó. Theo một tuyên bố của IRGC, 7 quan chức của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo đã thiệt mạng trong vụ tấn công, bao gồm các chỉ huy cấp cao của Iran Mohammad Reza Zahedi và Mohammad Hadi Haji Rahimi. Theo hãng tin bán chính thức của Iran Tasnim News, ông Rahimi được cho là điều phối viên của lực lượng Quds. Hãng tin Far News dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Nasser Kanani cho biết, Iran bảo lưu quyền thực hiện các biện pháp đáp trả và sẽ quyết định hình thức phản ứng cũng như trừng phạt đối với kẻ xâm lược. Bộ Ngoại giao Nga cùng ngày 1 tháng 4 đã lên án mạnh mẽ cuộc không kích của Israel nhằm vào tòa sứ quán Iran ở Damascus và coi các cuộc tấn công vào các cơ sở ngoại giao là không thể chấp nhận được. Bộ này cho biết trong một tuyên bố, chúng tôi cực lực lên án cuộc tấn công nhằm vào cơ quan lãnh sự Iran ở Syria.
Chúng tôi coi bất kỳ cuộc tấn công nào vào các cơ sở ngoại giao và lãnh sự là hoàn toàn không thể chấp nhận được. Bộ Ngoại giao Nga cho biết thêm, Moscow tin rằng bất kỳ hành động gây hấn nào của Israel là hoàn toàn không thể chấp nhận được và phải được dừng lại. Trong khi đó, quân đội Israel không bình luận về cuộc tấn công ở Damascus, nhưng phát ngôn viên của lực lượng phòng vệ Israel IDF nói, theo thông tin tình báo của chúng tôi, đây không phải là lãnh sự quán và không phải là đại sứ quán. Tôi nhắc lại, đây không phải là lãnh sự quán và không phải là đại sứ quán. Đây là tòa nhà quân sự của lực lượng Quds được cải trang thành tòa nhà dân sự ở Damascus, chuẩn đô đốc Daniel Hagari nói trong một cuộc phỏng vấn với CNN. Xung đột Hamas-Israel, các tổ chức viện trợ gần như không thể hoạt động. Ngày 4 tháng 4, các tổ chức viện trợ quốc tế lớn cảnh báo gần như không thể hoạt động ở dải Gaza. Người đứng đầu Tổ chức Bác sĩ Không Biên Giới, MSF DeFoni, bày tỏ quan ngại về nguy cơ diệt chủng khi 13 tổ chức nhân đạo lớn bị hạn chế hoạt động viện trợ vào vùng lãnh thổ ven biển Địa Trung Hải này. Bà nhấn mạnh hiện không có điều kiện để cung cấp hỗ trợ nhân đạo ở Gaza, vì trong suốt 6 tháng, Israel lựa chọn cách tấn công nhằm vào các vùng lãnh thổ, nơi mà người dân đang mắc kẹt và rơi vào cảnh thiếu lương thực. Bà DeFoni nhận định Gaza đang dần trở nên không phù hợp cho cuộc sống của con người. Tình hình tại đây đã vượt qua ngưỡng kinh hoàng tột độ. Thông tin từ Thông tấn xã Việt Nam. Cùng ngày, tổ chức MSF cáo buộc Israel đang phá hủy một cách có hệ thống các cơ sở chăm sóc sức khỏe tại Gaza. Trẻ em nhập viện với các vết thương nghiêm trọng do máy bay không người lái không kích, trong khi nhiều bệnh nhân bị bỏng nặng hoặc kẹt dưới đống đổ nát. MSF cũng cho rằng các cuộc không kích của Israel khiến các nhân viên nhân đạo quốc tế thiệt mạng hôm 2 tháng 4 cho thấy mục đích cố ý hoặc giới hạn năng lực cứu trợ. Các nhóm viện trợ cũng yêu cầu Israel từ bỏ kế hoạch thực hiện một cuộc tấn công trên bộ vào Rafah ở phía nam Gaza, nơi có hơn 1 triệu dân thường đang trú ẩn. Trong khi đó, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ Adrienne Watson hối thúc Israel thực hiện đầy đủ và nhanh chóng các bước đi, bao gồm cam kết mở cảng Ashdod để chuyển hàng viện trợ trực tiếp tới Gaza, mở cửa khẩu Erez cho một tuyến đường mới để chuyển hàng viện trợ tới phía bắc Gaza và tăng đáng kể việc vận chuyển hàng hóa từ Jordan trực tiếp đến Gaza. Theo thống kê của cơ quan y tế tại dải Gaza, kể từ khi nổ ra cuộc xung đột giữa phong trào Hồi giáo Hamas và Israel vào tháng 10 năm ngoái, ít nhất 33.037 người đã thiệt mạng, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em. Tại dải đất bị chiến tranh tàn phá, nhiều khu vực rộng lớn đã biến thành đống đổ nát. Hơn 2 triệu người Palestine đang phải chịu đựng cảnh thiếu lương thực, nước, nhiên liệu và các nhu yếu phẩm cơ bản khác. Một diễn biến mới nhất liên quan chính là ngày 5 tháng 4, Văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố nước này sẽ cho phép tạm thời chuyển hàng viện trợ qua biên giới với phía bắc Gaza, đánh dấu lần đầu tiên Israel mở lại cửa khẩu Erez kể từ khi xung đột bùng phát hồi tháng 10 năm 2023. Theo tuyên bố, Israel sẽ cho phép tạm thời chuyển hàng viện trợ nhân đạo qua cảng Ashdod và cửa khẩu Erez cách Gaza khoảng 40 km về phía bắc để ngăn chặn một cuộc khủng hoảng nhân đạo. Ngoài ra, chính quyền cũng sẽ cho phép tăng viện trợ của Jordan thông qua Kerem Shalom, một cửa khẩu biên giới ở miền nam Israel. Thông báo trên được đưa ra trong bối cảnh áp lực quốc tế ngày càng gia tăng đối với Israel sau khi nước này nhận trách nhiệm về vụ không kích khiến 7 nhân viên cứu trợ thiệt mạng. Trong cuộc điện đàm trước đó, trong ngày giữa Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Tổng thống Mỹ Joe Biden, nhà lãnh đạo Mỹ đã cảnh báo chính sách của Washington trong vấn đề Gaza sẽ được xác định dựa trên những bước đi cụ thể và có thể đo lường được nhằm tránh gây tổn thất cho người dân, giảm thiểu thiệt hại và đảm bảo an toàn cho dân thường, cũng như các nhân viên cứu trợ. Trong khi đó, 600 chuyên gia pháp lý đã ký thư ngỏ gửi Thủ tướng Rishi Sunak cho rằng chính phủ Anh có nguy cơ vi phạm luật pháp quốc tế nếu tiếp tục xuất khẩu vũ khí sang Israel. Theo trang Middle East Monitor.com, ngày 4 tháng 4, các luật sư cảnh báo rằng Anh có nghĩa vụ pháp lý phải hành động để ngăn chặn nạn diệt chủng, nhất là sau khi Tòa án Công lý Quốc tế nhận thấy rằng hành động của Israel có thể được coi là có ý định tiêu diệt toàn bộ hoặc một phần, một quốc gia, sắc tộc, chủng tộc hoặc nhóm tôn giáo. Thông điệp cốt lõi của bức thư dài 17 trang nhấn mạnh rằng Anh cần phải cấp bách giải quyết tình hình bi thảm ở Gaza. Bức thư cũng chỉ trích các bộ trưởng trong chính phủ Anh không đáp ứng đầy đủ các nghĩa vụ pháp lý và quốc tế liên quan đến việc bán vũ khí cho Israel và ngừng viện trợ cho cơ quan Liên Hợp Quốc về cứu trợ người tị nạn Palestine, UNRWA. Israel đã nhiều lần coi nhân viên UNRWA là các thành viên Hamas. Nước này cũng vận động hành lang để đóng cửa UNRWA, trong khi đây là cơ quan duy nhất của Liên Hợp Quốc có nhiệm vụ cụ thể là chăm sóc các nhu cầu cơ bản của người tị nạn Palestine. Israel cho rằng nếu cơ quan này không còn tồn tại thì vấn đề người tị nạn chắc chắn không còn tồn tại
và quyền hợp pháp cho người tị nạn Palestine được trở về vùng đất của mình sẽ không còn cần thiết nữa. Israel đã từ chối cho người Palestine quay về vùng đất của mình từ cuối những năm 1940. Bức thư của các luật sư Anh nêu rõ, mặc dù chúng tôi hoan nghênh chính phủ Anh kêu gọi ngày càng mạnh mẽ Israel ngừng cuộc chiến và đưa viện trợ nhân đạo vào Gaza, nhưng khi tiếp tục bán vũ khí cho Israel và cảnh báo ngừng viện trợ cho UNRWA, thì chính phủ Anh đang không tuân thủ nghĩa vụ theo luật pháp quốc tế. Thủ tướng Anh chịu áp lực ngày càng tăng về việc ngừng bán vũ khí cho Israel sau vụ 7 nhân viên cứu trợ ở Gaza thiệt mạng do cuộc không kích của Israel ngày 1 tháng 4, trong số các nạn nhân có 3 công dân Anh. Bức thư nói thêm rằng, thông qua các biện pháp hợp pháp, Anh phải thực hiện các động thái ngay lập tức để chấm dứt các nguy cơ nghiêm trọng ở Gaza. Theo các luật sư, nếu không tuân thủ các nghĩa vụ theo Công ước về diệt chủng, thì nhà nước Anh phải chịu trách nhiệm về việc phạm phải sai lầm quốc tế. Kể từ năm 2015, Anh đã cấp phép bán vũ khí trị giá 617 triệu USD cho Israel. Anh phụ trách 15% giá trị của mỗi máy bay chiến đấu F-35 do Mỹ sản xuất mà Israel sử dụng để ném bom Gaza, tham gia sản xuất 36 chiếc F-35 được xuất khẩu sang Israel cho đến năm 2023, đã mang lại cho ngành công nghiệp vũ khí của Anh ít nhất là 466 triệu USD. Bức thư trên xuất hiện trong bối cảnh các tổ chức viện trợ quốc tế lớn cảnh báo gần như không thể hoạt động ở giải Gaza. Lãnh đạo Tổ chức Bác sĩ Không Biên Giới MSF Isabel De Fauni bày tỏ quan ngại khi 13 tổ chức nhân đạo lớn bị hạn chế hoạt động viện trợ ở Gaza. Bà nhận định Gaza đang dần trở nên không phù hợp cho cuộc sống của con người. Tình hình tại đây đã vượt qua ngưỡng kinh hoàng tột độ. MSF cũng cho rằng các cuộc không kích của Israel khiến các nhân viên nhân đạo quốc tế thiệt mạng hồi đầu tuần cho thấy mục đích cố ý hoặc hạn chế năng lực cứu trợ. Các nhóm viện trợ cũng yêu cầu Israel từ bỏ kế hoạch thực hiện một cuộc tấn công trên bộ vào Rafah ở phía nam Gaza, nơi có hơn 1 triệu dân thường đang trú ẩn. Trong khi đó, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ Adrienne Watson hối thúc Israel thực hiện đầy đủ và nhanh chóng các bước đi, bao gồm cam kết mở cảng Ashdod để chuyển hàng viện trợ trực tiếp tới Gaza, mở cửa khẩu Erez cho một tuyến đường mới để chuyển hàng viện trợ tới phía bắc Gaza và tăng đáng kể việc vận chuyển hàng hóa từ Jordan trực tiếp đến Gaza. Theo thống kê của cơ quan y tế tại giải Gaza do Hamas kiểm soát, kể từ khi nổ ra cuộc xung đột giữa phong trào Hồi giáo Hamas và Israel vào tháng 10 năm ngoái, ít nhất 33.037 người đã thiệt mạng, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em. Tại giải đất bị chiến tranh tàn phá, nhiều khu vực rộng lớn đã biến thành đống đổ nát. Hơn 2 triệu người Palestine đang phải chịu đựng tình trạng thiếu lương thực, nước, nhiên liệu và các nhu yếu phẩm cơ bản khác. Động đất tại Đài Loan, nhiều doanh nghiệp Nhật Bản quyên góp hỗ trợ. Sau trận động đất lớn tại lãnh thổ Đài Loan, gây thiệt hại nghiêm trọng cả về người và tài sản, nhiều doanh nghiệp Nhật Bản đã kêu gọi chiến dịch quyên góp tiền hỗ trợ người dân Đài Loan vượt qua khó khăn. Đại diện chuỗi cửa hàng tiện lợi Family Mart ngày 4 tháng 4 cho biết sẽ bắt đầu nhận quyên góp trong vòng 2 tuần, kéo dài từ ngày 5 tháng 4 đến ngày 18 tháng 4 tại hơn 16.300 cửa hàng trên toàn quốc. Cùng với đó, các công ty tài chính Nhật Bản như tập đoàn MSNAD Holdings, doanh nghiệp sở hữu các công ty bảo hiểm phi nhân thọ lớn như Mitsui, Sumitomo Insurance và Aoi Nissay Dowa cũng kêu gọi nhân viên trích một phần lương để hỗ trợ người dân Đài Loan. Ngoài ra, các công ty Mitsubishi, UFJ, Sumimoto Mitsui và Mizuho Financial Group đều thông báo kế hoạch sẽ quyên góp 10 triệu yên, khoảng 65.000 USD. Trong một dòng trạng thái đăng trên Twitter ngày 3 tháng 4, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida chia sẻ đồng cảm với những mất mát của người dân Đài Loan do trận động đất và bày tỏ sẵn sàng cung cấp những hỗ trợ cần thiết để Đài Loan khắc phục hậu quả và tái thiết khu vực bị ảnh hưởng. Cùng ngày, hoạt động cứu trợ tại huyện Hoa Liên, nơi gần tâm chấn động đất vẫn tiếp diễn khi lực lượng cứu hộ tập trung nỗ lực tìm kiếm và cứu giúp hàng trăm người còn mắc kẹt trong các đống đổ nát. Theo chính quyền địa phương, tính đến tối ngày 4 tháng 4 theo giờ Việt Nam, số người thiệt mạng trong trận động đất trên là 10 người, trong khi số người bị thương là hơn 1.060 người. Số người mất tích là 38 người. Hơn 600 người còn mắc kẹt trong một khách sạn và một trung tâm du lịch ở công viên Taroko ở phía đông huyện này. Hiện các nhà chức trách chưa xác nhận được tình trạng của những người này. Vào chiều cùng ngày, khoảng 60 công nhân đã được giải cứu khỏi một mỏ đá bị sập do động đất. Các cuộc tấn công của Houthi ở Biển Đỏ ảnh hưởng đến Yemen và Palestine. Đặc phái viên Mỹ tại Yemen Timothy Lenderking ngày 3 tháng 4 nhấn mạnh các cuộc tấn công của lực lượng Houthi ở Yemen nhằm vào tàu thương mại ở Biển Đỏ đang gây tổn hại cho người dân Yemen, cản trở hoạt động vận chuyển viện trợ nhân đạo cho người Palestine ở giải Gaza cũng như làm gián đoạn thương mại toàn cầu.
Phát biểu tại cuộc gặp gỡ báo chí ngày 3 tháng 4 ở Muscat sau cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Oman Seyed Badan Busaizi, ông Lander King nói rằng các cuộc tấn công liên tiếp của lực lượng Houthi nhằm vào tàu thương mại di chuyển qua Biển Đỏ là hành động liều lĩnh và bừa bãi. Theo ông Lander King, các hoạt động này đang gây tổn hại cho cả người dân Yemen và những người dân thường Palestine ở Gaza. Ông nói thêm trong khi hoạt động vận tải quốc tế qua kênh đào Suez của Ai Cập đã phải hứng chịu tác động nghiêm trọng. Hoạt động tại cảng Hodeidah của Yemen cũng đang bị ảnh hưởng nặng nề khi dòng hàng hóa thiết yếu vào quốc gia Trung Đông này bị cản trở. Ông Lander King cho rằng các hoạt động quân sự đang diễn ra ở khu vực Biển Đỏ đang làm gián đoạn các ngành công nghiệp ở Yemen, đặc biệt là nghề đánh bắt cá, tác động tiêu cực đến nền kinh tế nước này. Ông Lander King nhấn mạnh, Houthi phải dừng các cuộc tấn công ở Biển Đỏ để chúng tôi có thể tập trung quay trở lại tiến trình hòa bình của Yemen cũng như chuyển sự chú ý sang Palestine và giải pháp hai nhà nước. Đặc phái viên Mỹ cho hay các cuộc gặp của ông ở Oman và Ả Rập Xê Út là sự thể hiện cam kết không thể lay chuyển của Washington đối với tiến trình hòa bình ở Yemen, đồng thời nói rằng Mỹ đang tìm cách giảm leo thang ở Biển Đỏ và rằng lực lượng Houthi vẫn có thể xuống thang và quay trở lại tiến trình hòa bình. Ông Lander King đánh giá cao vai trò và nỗ lực của Ả Rập Xê Út trong việc làm trung gian hòa giải giữa lực lượng Houthi và chính phủ được quốc tế công nhận của Yemen. Ông lưu ý, tôi tiếp tục gặp gỡ nhiều quan chức Yemen ở Riyadh. Tôi cho rằng tất cả các cuộc tham vấn đó đều hết sức quan trọng để thu hẹp những khác biệt còn tồn tại giữa các bên xung đột. Ông Lander King cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế không để cuộc xung đột ở Gaza cản trở tiến trình hòa bình ở Yemen. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình hôm nay của chúng tôi. Phương Ly cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi và ủng hộ kênh YouTube Báo Sài Gòn Giải Phóng. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất để phục vụ đến quý khán giả. Xin chào và hẹn gặp lại!